Hello, xin chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về khẩu AVKM Ultimate Sliver Mid. Cái định mệnh của những cái khẩu súng nào mà tên nó dài đọc nó méo hết cả mồm diễn viên như này là chúng ta lên liệt vào danh sách deadline. Nhưng mà không, khẩu này riêng khẩu này thì không. Nó bắn rất là thích, thỉnh thoảng anh em ăn rùa được phát vào đầu là lên kill đấy. Không phải dạng vừa đâu. Cái định mệnh này mày. Chết mày này, ui rồi. Chết. Mày ơi trời ơi, hàng về. Quắt giờ hợi, định mệnh thánh nhập rồi. Cái phát đấy mình cũng chả biết là sao mình có thể cua trúng mồm nữa. Ồ, ngon. Nữa nào. Nhấp nhấp nháy nào. Ôi trời ơi. Hồi nãy tôi vào tôi test súng tôi bắn toàn xịt thôi. Thế đấy nào mà vào hô mấy câu thôi tinh thần nó sảng khoái. Bắn cứ chết đi lìa thế này. Ngon quá. Hồi nãy trước là anh em hay so sánh cái VIP đấy. Nó delay cũng khá là nhanh. Sáng này không tâm. Được chưa? Dân chơi mà không sợ mưa rơi. Tuyệt vời quá. Ông bắt thang lên hỏi ông giời. Đưa sleeper cho thằng tiền thì có sống được không? Cho cái bom. Ôi. Ôi. Tưởng tự mình hồi đạn. Bọn kia nó vẫn hút được cái nạp đạn vũ khí chính của mình. Delay rất là nhanh. Nên là những cái pha bắn xịt cho mình thì các bạn nên cho vào dĩ vãng đi. Quá khứ rồi. Chúng ta không thể đả động lại làm cái gì hết. Xịt thì bắn phát nữa. Đúng không? À đây đây đây. Mình tìm những người đứng im như bạn này. Úi giời ơi, nó quá ba giết. Ôi cái định mệnh, cho người ta ăn thì ăn cố đi. Đây còn chạy. Nó chưa nhấm nháy nhỉ. Tao liều với mày này. Không chết được nó rồi. Tưởng đấm phát đấy đâu tầm 700 máu thì nó chết rồi đấy. Hơi yếu. Rồi đến đây thôi, thầy gây thủ trụ án này khá khá thằng rồi đấy. Nó bị 46 bắn nào nó cay cay đến già. Chết mày này. Đứng yếu trời ơi. Nó đứng im cho mình ăn rồi mà còn không biết hưởng lợi. Vào đâu? Hai tao. Mát ruột nó thanh lọc cơ thể. À, đông nhè. Bọn này gọi cả lò ra rồi à? Rồi anh em đông đấy. Ồ tụi tụi. Vãi cả sắt. Mất sự cái giáp. Rất đông và hung hãn. Thằng nào thằng đấy kiểu như là gọi nhau đi đánh trộm chó ấy. Mà mình là người tốt, người yêu động vật. Đây đây. Rồi, nữa. Ôi giời ơi, ở dưới là cả một đàn. Thằng nào thằng đấy dương những cái cặp mắt ếch đi nhìn mình bằng những cái ánh mắt thèm khát. Các bạn là mình đã chơi nhân vật F3 mà. Nên là nó biết là nó đớp thính đấy, kinh lắm cơ. Ôi giời ơi. Đề nghị thằng kia nó không chat vô vẩn, nó Pokemon là tiền đó, kích đi. Những cái câu là mình chả biết là đi đâu bị nó ghét thế này. Cay vãi trưởng. Rồi thằng này bị zone. Mày chết đi. Ôi ôi. Ôi trời ơi, đứng im. Thơm thơm. Có nhận bắn cái này nhiều pha bắn trúng liên tục ấy, nhìn rất là thích mắt nhá. Rồi may quá, thằng kia đã bắn hộ rồi. Không phát đấy, thằng nhiễm độc mà chết mình lại anh lương tâm. Khẩu này bắn nhiễm độc zone rất là lâu. Gần như là rất khó để tẩy độc. Rồi. À đây đây đây, đây này. Đây này, đẹp chưa? Cái này mình trước là hồi xưa cái đợt mà chơi ngã tư tử thần cơ, còn hay lấy kiểu ngồi quen nét, thực sự là lấy nước bọt chấm vào màn hình. Tầm 4-5 đứa bọn mình ấy, nó kiểu solo trả tiền máy mà. Lúc ấy nghĩ đủ mọi thể loại khắm lọ. Bây giờ thì thôi, bây giờ mình sạch lắm. Bây giờ trình độ slap lên cao rồi. Bắn bừa đi, biết đâu lại trúng. Ồ, đằng sau này không ai, ủa. Thôi thôi thôi. Thôi, thằng đầu mọc lông, mông mỏng tóc, tao xin mày. Xin mày, xin người đấy. Vừa phải thôi. Con đấy mà nó cứ đuổi cho mình là chết đấy. À, thì diệt. Anh diệt này. Sao nó ra anh nhỉ? Đuổi đông kinh bãi trưởng. À, thằng kia kia, nó không nhìn thấy rồi. Chạy rồi. Những cái bước chân thiên đường của bạn ấy đã bắt đầu rảo bước. Ơi. Ta giống lon. Mày lon này. À, thằng kia đeo bàn lại. Ôi giời, mất giáp. Vai cái linh hồn, mất giáp rơi luôn. Cày thế. Đang bay cao và bay sang. Đấy nào nó xong phi một cái mình rơi xuống ngay được. Ở chân nó lại đánh bật mùi chuột chết. Thối quá. À lên đây dùng non. Bạn ấy móc mình có nghệ thuật đấy. Mình sắp sướng rồi. 1v8 cố gắng mà sống sót. Tơ hàng phích này. Chạy những cái bước chân là cái này khoảng tầm 40m trên 1 giờ. Mày đuổi này không chết được trâu lắm. Easy, bay cao nào, nhảy cao nào.
Ôi sợ. Ôi giời ơi, cái pha đinh mình đã nhảy lên, mình bay ra đằng sau rồi, là nghĩ là sống rồi cơ. Lo vân với tay lên được, tiên sư cái thằng tay dài. Không biết là bố mẹ bạn sinh ra nó là cái dị tật thế nhỉ. Chán thế chịu rồi. Không chơi được. Bây giờ mình lại lên đây mình đứng. Bắn nhiều mấy thằng kia cứ kêu giết giết đi kia. Thực sự là mình bị tổn thương. Cái trái tim này non lớt này nó không chịu được sức ép từ dư luận. Thôi hay quá. Đông zoom này sướng này. Bắn cái này bắn cho vào đây mình chơi thử V4 ấy. V4 thường nó rất in zoom, chơi khó chịu vãi trưởng nha. Chết này. Mày ngon quá. Ngon quá rồi. Úi giời ơi tuyệt vời. Cứ thỉnh thoảng mình xin lỗi em chỉ là thằng dĩa zoom. Được chưa? Được chưa? À nhìn. Nhìn này. Mày nhìn này. Úi giời. Đồng đội nó lên nhanh lắm. Ôi, thôi, see you again. Đó, hẹn kiếp sau gặp lại. Chứ mình không hy vọng kiếp này là đụng độ các bạn. Mày ăn đi. Mày ăn đi. Ôi dồi ôi. Ôi vãi cái linh hồn cho nó chém xa thế. Cái định mạnh nghỉ luôn. Sau một lúc mình bình tâm lại suy nghĩ, mình rất có ác cảm với con tơ khốn nạn. Thôi mình ra về muốn thường chơi đi. Kệ xử đến đâu rồi đến. Cày vãi trưởng ra nó chém vào đây mà chết được. Khóc. Cái giọt nước mắt nó sắp rơi rồi. Nhưng mà mình lại phải luốt nước mắt vào tim. Chứ biết làm sao được. Này mà quay welcome thì ối anh em trời. Yêu đuối quá. Ôi hay quá, lại có zoom bắn rồi. Mày chết cha mày này. Mày này ăn được có 1-200 tiếc của nó. Thằng Tư nó ra nó giết mình kiểu như là mình cầm sổ đỏ cho nó ấy. Sao lại thế nhỉ. Ác ôn kiểu nông thôn quá. Này mà mình cầm cầu Louis Gun mình bắn công lông lên dốc thì nó vỡ mồm nó ra. Rồi lại đi tìm zoom mày. À nào ngoi đầu. Không ngoi đi. Mày chết này. À. Rồi hay lắm, anh em cứ bảo kê cho mình thì tốt đi. Thì tí nữa mình sẽ yểm trợ lại gấp đôi. Ô thanh niên. Ô bạn ấy bạn ngáo là vừa thôi. Bây giờ cái bài chương trình hiến máu nhân đạo nhận gấu bông đâu. Ông đứng im cho nó cào. Bắn kiểu như là công chúa hái hoa Nga bắt bướm đi. Kinh quá. Ăn đi. À đứng yên. Ôi giời ơi, đứng yên lúc là tia lỏng súng vào mồm rồi lại chạy. Rồi. Cái này cứ bắn đều kéo rồi, bắn bừa đi. Các bạn thấy đâu có zoom thì dí cái tầm vào đấy mà bắn. Bắn tầm chục phát nó phải trúng mà. Đấy, cái này giờ bắn trúng liên tục này. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, nó đi cận chiến thì đấy nào mà nói để nó cảm mất giáp mình. Cái định mệnh. Cho bọn mày ăn bom này. Ê, thính đấy, hai thằng. Mở đi mà húp nha, các ông cứ tưởng thính là miễn phí à. Tôi phải rang mất lửa ngày rời đấy. Ê. Rồi, rồi ơi, multi bằng lục kìa. Phê lòi ra. À, không chết mày. À. Vào đây, giờ multi mà cận chiến luôn. Nó phải thế chứ. Đã hổ báo thì đừng gọi bố ló là ai hả? À, nên đây. Mày lên đây. Tuyệt vời. Multi cứ lòi mồm. Rồi mình có cái nhẫn. Cái nhẫn rắn nhẫn dòng mà. Nó xoay chuyển càn khôn thì ghê lắm. Rồi bạn hero kia mà không win thì chết đi là vừa, yên tâm. Mình sẽ không phải là để những người đồng đội của mình thất vọng. Chơi khô máu cái này luôn này. Vào đây. Này. Người ta đấy người ta gọi là nhìn dao gắp thịt. Thế. Còn 2.500 máu cơ mà. Ôi giỏi ơi. Bắn cái khẩu này ăn những cái pha multi như thế. Cuộc đời đó nhiều khi nó thăng hoa thế. Kết. À. Tiền à anh. Thôi anh xin lỗi. Bây giờ anh phải câm như hến và im lặng là vàng. Chứ bắn khẩu này zoom nó đuổi mệt lắm. Bắn này bình luận tự nhiên đấy các thứ nó chơi. Chơi nó sướng hơn rất là nhiều. Rồi cái thằng ăn đứt đá bô. Mày biến zoom này. Đấy là quả báo đấy. Người ta cho lên rồi mình lên nữa nó còn chặn đường chứ. Biến zoom ngay. Khói kinh quá. Ôi giời ơi mà nó dã mà gà. Ai, bạn thấy chưa? Đấy những người đồng đội tốt ấy, nhiều khi các bạn cứ bảo mình vì sao chơi khắm bữa con choáng ở mặt trong nó. Mình ăn nhiều nó quen, bây giờ phải cho chúng nó ăn cho nó biết mùi vị. Rồi hay lắm, có góc bắn rồi. Rồi, giờ kêu luôn phê lại. Bắn con này thích thế nhỉ? Chất đấy. Chất đấy. Rồi,
Rồi, ôi không chết nó kìa, ba phát trúng kìa. Rồi. À, đứng im này. Mày đứng im. Lên đây. Nữa nào, hay chưa? Hay quá, ba Z còn đấy kỳ nữa. Ba Z thì nó đi lây nhâu, đi lâu. Nên là nhiều khi mình bắn xịn nghỉ ăn. Cái này bắn liên tục. Liên tục tục. Này lên đây các bạn thích ăn loại hoa quả gì là mình cho vào mồm cho. Bom choáng này, bom lỏ cái gì cũng có, chiều các bạn ấy tận chân răng. Mày chết này. Thấy đạn à? Anh em cứ từ từ nhá. Đây đây đằng sau. Đằng sau. Rồi. Này này nhắm vào đầu nó mới sướng, nó mới dễ. Đấy. Kết chưa? Rồi. Mày đuổi này. Rồi nhắm nháy. Ôi cái định mệnh nó thông minh này. Ôi thôi con em mình cũng dừng clip ở đây thôi. Dụ nó ra tận sau nhà rồi không làm ăn được cái gì. Chết.